nhạc buồn cỡ nào cũng nghe. Hồi nãy mới lo sâu kêu là hôm nay sau buổi chơi buồn ngủ muốn kiếm mấy bài vui vui hát của cô, hát tay với cái bài này. Tân Hải đồ bầu chi vậy? Mua cho ai? Này khó hiểu à. Người ta đã cầm bên trái tim anh ra khỏi cuộc đời em, ừ thì là định mệnh. Thế sao anh vẫn còn dịu dàng khi ở bên em? Giữa dòng đời vẫn không sao đâu, anh đừng lo. Điều trái tim em rất cần là có một tình yêu thật sự. Em không muốn đơn phương vẫn vương dối lòng. Đừng tội nghiệp em nữa, là anh hiểu cho em. Đừng ngần ngại chi nữa, xin anh cứ rời xa. Vậy là chút bên ở trên này không bánh bèo hả? Thì không bánh bèo. Thiệt là chút đây mạnh mẽ hay là không bánh bèo. Sách tình yêu, ok. Bên người mà anh đang trốn, hãy thôi bên nhau làm dân vật từng tháng năm. Đừng thương hại em nữa, cho em hai chữ bình. Chờ hát bài vui thiệt nè, không hát bài buồn nữa nha. Nghe thốn kìa, sao vậy? Sao thốn? Cái gì? Tôi kêu bỏ cái ê bồ này đi mà. Bỏ cái chữ bồ đi nha ông Tâm. Ngồi một mình em hãy ngẩn ngơ, tự hỏi trong lòng rằng ngày mình yêu nhau đã lâu mà chưa thấy chán, là tại vì anh ngoan thương hay làm cho anh thấy vui, hay bởi anh yêu thương em nhiều hơn trước. Ngồi một mình ấy làm phép so sánh trong lòng rằng ngày mình yêu nhau cũng như cùng nhau nao sống. Nỗi yêu thương đó ngày ta quen biết nhau và nó xuôi như ngày mình chung tiếng sét ái tình. Một thì chăm sóc, một thì muốn bên nhau, hòa chung vào nó thay được màu thương nhớ. Em thêm chút nghi ngờ, cùng một chút giận hờn, khoe cho đều tay. Chân thành cùng một chút chia sẻ, nấu cho tình yêu thành một món ngon nhiệm màu, dành lại cho riêng anh thôi. Dục sao hở anh ba này, giờ mình kích thì lố lăng quá. Đúng rồi, con cũng thấy vậy đó chú. Một mình em hay làm phép đánh so sánh trong lòng rằng ngày mình yêu nhau cũng như cùng nhau đau xuống. Cần một nỗi yêu thương thật to ngày ta quen biết nhau và nấu
soi như ngày mình chung tiếng sét ái tình. Một thì chăm sóc, một thì muốn bên nhau, hòa chung vào nắng sẽ thấy được màu thương nhớ. Em thêm chút nghi ngờ, cùng buồn chút giận hờn, khoe cho đều tay ôi hương thơm nào ngất ngây. Cần nhiều hơn cả là thương ta. Na 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 na. Em thêm chút chân thành, cùng một chút sẻ, nấu cho tình yêu thành một món ngon nhiệm màu, dành mãi cho riêng anh thôi. Na 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 na. Em thêm chút nghi ngờ, cùng một chút giận hờn, khoe cho đều tay ôi hương thơm nào ngây, dành mãi cho riêng anh thôi. Cảm ơn Đạt nha. Người anh em này, mấy người anh em này chung thở với tôi rồi ba. Thêm người anh em nữa. Nó không cho tôi vote. Ủa sao vậy? Vote đi, vote năm sau mới được. Năm sau thì nó mới cho. Tặng sô-cô-la mình thích bạn. Ủa tặng sô-cô-la đâu phải là mình thích bạn. Bỏ thì thôi. Gì vậy ba? Đâu có. Nhiều người anh em cũng được mà. Biết năm sau còn làm không? Ê, nói câu này là ý gì đây? Câu này là ý gì đây ông? Ủa tôi hay sao đây? Mở bài thiệp cưới trên bàn nghe buồn. Ừ, vote một sao không được đâu, vote năm sao mới được. Cho nên mọi người phải vote năm sao nha. Vậy thôi không biết rồi Tân. Hello Phương, Vũ. Cái clip này rồi nè, đẹp lắm. Năm sau lấy chồng. Tôi mới sinh năm 2000 à. Có đúng tâm trạng của ông mới thấy hay. Má cho xem hả? Lặng nhìn không gian nơi đây lần cuối khi mà em phải ra đi về chung. Nắng một hành trang trong tim có bao nhiêu tâm tư lúc này. Bởi em còn giấu yêu thương từ bấy lâu, mai không gặp nhau nữa rồi. Sẽ mãi mãi anh không hề hay biết em là người bạn thân bao năm qua còn sớt chia. Bao vui buồn nhưng em còn giấu hình, là một niềm yêu thương em giữ cho riêng em lâu lắm rồi. Rồi gặp lại nhau bao lâu nào biết đâu, em không bền lâu rồi say sưa. Nhờ lời ca nương vào gió vi vu tìm ai, thì thầm rằng em sợ nhìn sâu vào đôi mắt, lục tình cho sâu lại vỡ ra thành câu. Tạm biệt người em yêu.
còn ai hơn. Thôi mấy bài của Hải Băng cũng làm dễ hát á anh Bo. Mà như của Hải Băng em biết có bài này à, à bài Hạt Giấy nữa. Hello Duy, ấy nãy giờ chào ông Mèo quên chào rồi, sorry Mèo nha. Nãy tại chắc đang hát xong quên mất tiêu. Rồi gặp lại nhau bao lâu nào biết đâu, lại không đành vùi sâu rồi xa xôi xa. Nhờ lời ca đào gió vì vô tìm anh, thì thầm rằng em yêu anh yêu như thế. Ngày qua em như viên đá kia và vô tình đau biết mấy khi thấy anh buồn. Vừa dần mình yêu chẳng sao và anh cơ. Em là sợ nhìn sâu vào đôi mắt, lời tình cho sâu lại vỡ ra thành câu. Tìm người em yêu thương em đi nhé, cần chi yêu thương đời đắm chiều. Cần anh vui cho riêng anh vui với giấc mơ anh chọn. Rồi ngày mai em đi về chốn xa, nghe lòng mình nghe đây xót xa. Hạt mưa kia rơi vô tư sao nó làm cả mình trong màn đêm. Và rồi ngày mai em đi về chốn xa, nghe lòng mình xót xa. Hạt mưa kia rơi vô tư sao nó làm cay hoa mình trong màn đêm. Ngồi cái ghế để xém dập mặt mấy lần. Ai phá ghế thì buồn quắc queo. Sao vậy chú? Hello Kha. Thiệp cưới trên mạng hả? Nghe sao thấy xến xến quá vậy? Thiệp cưới gì nữa? Có con rồi Tân ơi. Không phải thiệp cưới nữa mà là đã người ta đã có chồng có con luôn rồi. Bài này có bị xến không vậy ba? Nhật ký đâm đó mà. Đợi em xíu nha, em thiện nghe thử bài này coi. Ủa không phải Quang Lý Xuyên. À đây đây, nhật ký đom đóm là của ai vậy anh Bo? Nghe cũng có vẻ deep deep đó. Người ta là tôi quýnh. Sao biết em rời bên cạnh đàn nhật kia không? À nhạc phim cho em rồi anh chút nữa hả? Nhưng em chưa nghe bài đó. Dẫu cho tình ta đã hết, khen chụp phim mà. Còn đời xưa giờ đây chỉ còn mỗi anh nơi đây mong chờ. Bài này deep nè. Cảm ơn người anh em. Đâu có
giờ mới biết là thấy biết đàn luôn á. Chị thì chị chủ yếu là tự tập nhiều quá, tập nhiều cho nó quen cái tay á, đau lắm luôn mà bữa em tập nó bị chai rồi mà giờ hết rồi nè. Thiệt mà, ủa đàn gì? Guitar hay là piano? Piano cũng hay nữa, mà cái đàn piano nó bự quá. Tự học cũng được, không cần, không cần nha. Thương tẩy chút. Hết rồi, hết hết chai rồi. Ngàn năm không không ấy lại. Em đi thất tình chứ. À, thả thính. Nghe, tự nhìn tự tình. Em đi thất tình. Hashtag em đi thất tình. Móng giả, làm gì có móng giả, cái bóng gam này sao mà xài móng được ba? Hello Lý Mạng Cầu nha. Hello anh chị. Nay anh chị không đi làm nè. Sao vậy? Hi hi. Ôi đồ nữa, làm như bất ngờ hồi nãy em thấy anh vào xong rồi anh nha. Xạo thiệt luôn. Nhật ký đom đóm nè. Chọc quê cá. Không phải chọc quê gì đâu đúng không Tân? Quê cá không? Ủa cá là ai vậy ta? Lát lên công ty mình chút về rồi. Dạ chắc 4 giờ em đâu sao em về rồi á. 9 giờ em mới lên lại. Chứ trễ quá. À đúng rồi, 9 giờ tối nay chúc show bên 666 nha. Mọi người nhớ lên chơi nha. 9 giờ mà không lên là tôi hờn.
chú hỏi chi vậy, chú ở bên đó mà chú hỏi mình khi nào nó mở thì nó có liên quan gì? Về đây ăn hả? Em trốn em về liền, hết show là em chạy về liền. Đi đi anh ba, đẹp lắm á. Tới tháng 11, 12 rồi nè, tháng cuối năm này đi đẹp lắm á. Nghe thêm rất hiền trong tiếng nhạc, anh khẽ bật những rung động trong tim này rất thật. Mắt nhìn vai khẽ chạm, những ngón tay đan rất chặt. Anh bước dìu em theo từng nốt nhạc. Thấy thế gian như ngừng lại, chỉ có mình khẽ nâng theo tiếng nhạc. Xong không có ai đàn cho em hát bài này hết trơn à. Không mà em thích vừa tự đàn vừa hát á, nhìn nó mới gì ta à, nghệ sĩ hát không chưa đủ. Đi về hả anh chứ, bye bye anh.
hành hạ gì? Biết đàn không biết hát, chúng biết hát mà không biết đàn. Ôi tôi biết đàn piano luôn á, ghê vậy. Hồi xưa con có học đàn organ nhưng mà giờ con không nhớ gì cả. Hồi xưa con học từ hồi lớp chồi cơ, lớp 4 tuổi á là được đi học đàn rồi. Xong rồi học đến lớp lớp 3. Xong rồi lười nghỉ. Hồi nhỏ không thích đâu, tại vì kiểu hồi nhỏ còn ham chơi chưa có thích học. Như kiểu bị bắt đi học vậy, học thích. Học một cuốn cái cuốn cái đó là gì ta, kiểu là cái sách tập 1 á, nó có mấy tập là một cuốn sách nó học hoài không bao giờ học hết luôn. Người ta học qua mấy cuốn rồi mình học hoài không bao giờ hết, khổ chưa? Khổ lắm luôn. Hồi đó có hay bị thầy la nữa, cái tội lười không chịu tập. I love you. Em cảm ơn anh Tâm. I love you. Em cảm ơn anh Tâm. I love you. Ở túi. Giờ em quên hết rồi. Ngồi cái ghế này mệt quá. Đúng rồi, có được lưng già. Không mà, tại vì hồi nhỏ kiểu là cảm thấy chưa có thích á. Bốn tuổi toàn rồi, đúng rồi chú, 4 tuổi còn ham chơi mà ai mà học đàn đúng không chú? Là con ở nhà ấy, là hồi nhỏ học xong rồi ở nhà có cái đàn organ á, xong rồi đợt rảnh lấy ra tập kiểu piano, kiểu tập bài River Flowing You, đàn được một khúc đầu rồi. Mà giờ quên, lâu rồi không tập. Harmonica là cái kèn đúng không ta? Cái kèn ngang như vậy đúng không? Cái đó nhà con cũng có. Hello Mộc Ngư, ghê gì vậy? Yêu năm đi đúng rồi. Tại vì tôi đọc chắc ở còn đâu trên này nè, từ nó mới xuống. Thông cảm rất lâu nay rồi, giờ còn không biết nữa. Cứ thế đêm ngồi xin con tim giã nói, tìm giây phút ngàn đời cho đêm trôi bay, để những đáy mắt bồi môi chạm nhau mang theo gọi. Trong tiếng nhạc du dương hồn xa theo bước
dù ngàn kia ta vẫn chờ, chỉ cần bước phút giây này chờ. Cause baby it's always you, it's always you. Baby, it's always you. 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 Tại như được bao quanh hết bao nhiêu sương mai trên đời. Vẫn dây bên người chỉ cần anh nhìn em trao là cơn sân hóa được thành chim bao. Mà sao thực giấc nghe em vui cười, chỉ đang nghe tao đôi lời đang ngắm trong veo. Hà cũng là trắng sao dịu đôi thì mê lên nhau dâng trào. Và ta xin đánh đổi từng tia nắng để lấy chút ấm. Ghê bữa nay được thêm một khúc rồi này thấy không? Tiếng bộ hết giờ rồi. Hay quá. Tối 9 giờ nha. 9 giờ room 666. Room nó vắng quá mà mọi người phải lên chơi với chút quá. Hôm bữa lên room nó kiểu như bao hết không có ai. Rất không. Baby it's always you. Sáng mai còn một show 10 giờ room 99 nữa là tuần này hết show rồi. Bài room luôn á. Ai đâu chưa vào vậy? Chúng nói chậm vậy. Bình thường mà. Không có đen hai đâu, không nói chậm đâu. Nét nó bình thường á. Đúng rồi, dù sớm hay trễ nha. Gió đêm tràn ly, anh chìm đắm trong men cay đắng. Lòng khóc chát lạnh, uống cùng mạnh cho đêm đầy say chát ngã. Dẫu năm tháng ấy còn đâu, những năm mẹ ta kiếm tìm màu mắt xanh người. Lạc giữa mây ngàn cho xa rồi. Hãy say cùng anh, hát cùng anh, hãy khóc cùng anh. Thêm một lần để anh được gần trái tim của em. Dù cho phố dài bóng người tan biến dần, phía sau những nỗi sâu, với em chẳng qua đủ cho một mối tình. Dẫu em không thể ở lại với anh, mình chẳng cùng với nhau đi hết con đường. Ôm ấp hy vọng một ngày ngã xanh. Tháng năm tháng trăm dòng đời dại sẽ kết người cho cháy lòng. Để trẻ 59 phút vậy thôi, khỏi lên. Chị cho tôi nhớ mà. Nhớ là hơn đó, đi trễ. Khỏe gì? Khỏe gì?
biểu cảm, biểu cảm xong. Dẫu em không thể ở lại với anh, mình chẳng cùng với nhau đi con đường ôm ấp hy vọng một ngày nó xanh. Tháng năm tháng trăm dòng đời ngã nghiêng, mình tự rời bỏ nhau.